Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giá hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giá hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay tiếp tục có xuống tăng mạnh, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ. Và trong ngày hôm nay, giá hơi đã chạm mốc 75.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao nhất cả nước trong 5 tháng qua kể từ Tết Nguyên đán năm 2021. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định, giá lợn hơi trên địa bàn hiện nay đang tăng cao kỷ lục, tăng khoảng 4.000 đồng trên 1 kg so với tháng 4 năm 2021. Nhu cầu về thịt lợn đang tăng, các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi đang tích cực tái đàn, tăng đàn, nhưng kết quả ở một số hộ chăn nuôi không đạt như mong muốn bởi tình hình dịch tễ tại địa phương đang có những diễn biến phức tạp. Do thời gian bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, người dân phải bán sớm từ 1 đến 2 tháng dẫn đến lợn xuất chuồng trong dịp này bị thiếu hụt đi một phần. Đến các tháng tiếp theo cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, giá lợn hơi có thể sẽ giảm trở lại nếu các công ty cổ phần chăn nuôi lớn bán ra ở thời điểm này. Bởi hiện tại, lợn trong dân chủ yếu là lợn con, chưa đến tuổi xuất chuồng. Còn theo ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc công ty Vissan cho biết, năm 2021, dù có thông tin tốt là có vaccine dịch tả lợn châu Phi và dự kiến được triển khai tiêm phòng ngừa trong quý 3, nhưng tổng đàn heo khó phục hồi nhanh chóng. Do đó, Vissan dự tính giá heo hơi bình quân trong năm 2021 sẽ ở mức 72.000 đồng trên 1 kg. Dịch tả lợn châu Phi gây hại nặng nề cho ngành chăn nuôi trong thời gian qua khi bệnh này vẫn chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, việc có vaccine phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát loại dịch bệnh nguy hiểm này. Còn đối với thịt đông lạnh nhập khẩu, theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, loại thịt này mới chủ yếu giải quyết được nhu cầu chế biến, giảm gánh nặng cho thịt tươi giết mổ ở trong nước. Và ngoài ra, thịt đông lạnh vẫn chưa thích nghi được với thị hiếu của người tiêu dùng, ít người dùng phổ thông lựa chọn loại thịt này. Còn đối với thị trường miền Bắc, trong bối cảnh dịch đang diễn biến rất phức tạp, việc vận chuyển, tiêu thụ thịt trở nên khó khăn hơn. Nhiều nông dân lo ngại sẽ không bán được nên giá nào cũng xuất chuồng trong thời gian qua. Và đặc biệt, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong những tháng vừa qua khiến nông dân không chịu nổi đành bán tống, bán tháo, thậm chí bị các thương lái ép giá. Và theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá hơi ở thị trường miền Bắc đang giữ khá là thấp, đặc biệt là đối với các tỉnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Heo lai khu vực này chỉ dao động trên dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với dòng heo siêu, phổ biến mức giá 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất cả nước. Và trong ngày hôm nay, ở thị trường miền Bắc cũng không ghi nhận có sự biến động so với ngày hôm qua. Theo nhận định của các chủ trang trại, hiện nay lượng heo lớn có thể xuất chuồng ở nông hộ không còn nhiều, mà chỉ còn ở các trang trại hay là các công ty chăn nuôi lớn. Vì vậy, có thể giá hơi sẽ tăng trở lại ở thị trường miền Bắc trong những ngày tới. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, giá hơi cũng khá ổn định. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn đang duy trì mức giá cao, nhiều địa phương vẫn có mức giá từ 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Trong ngày hôm nay, một số địa phương như là Thanh Hóa, Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đang phổ biến mức giá 65 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 70.000 đồng. Đối với tỉnh Quảng Trị trong ngày hôm nay đạt 70 cho đến 72.000 đồng đối với dòng heo siêu, còn dòng heo áp siêu khu vực này đang báo giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay cũng báo giá 70 cho đến 72.000 đồng đối với dòng heo siêu, còn dòng heo áp siêu khu vực này phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như là Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay dao động mức giá 70.000 đồng. Bình Định 67.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 68 cho đến 69.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay dao động mức giá 69.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn đang phổ biến mức giá 69 cho đến 70.000 đồng và cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất đạt 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo hai bề khu vực này chỉ dao động mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai, Kon Tum dao động mức giá 68.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 69.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông trong ngày hôm nay heo đẹp đang báo giá 70.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, giá hơi cũng đang giữ mức giá khá ổn định. như Thái Nguyên cao nhất đạt 68.000 đồng trên 1 kg, lợn xấu khu vực này đang báo giá 65 cho đến 66.000 đồng. Bắc Cạn dao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang đối với dòng heo siêu khu vực này 65 cho đến 66.000 đồng, dòng heo ấp siêu báo giá 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như là Hà Nội đang dao động mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Một số địa phương như là Hải Dương, Hưng Yên dao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng. Trong khi đó, Nam Định và tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay chỉ báo giá 65 cho đến 67.000 đồng. Bắc Ninh 66.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam và tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 68 cho đến 69.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1, còn dòng heo áp siêu khung này 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương đó là Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm nay báo giá 67.000 đồng. Lào Cai 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái đang báo giá phổ biến 66 cho đến 67.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay, nhiều chăn nuôi báo giá với mức giá rất khác nhau, phổ biến 65 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi trong ngày hôm nay báo giá khu vực Tân Sơn, Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ đang báo giá 68 cho đến 69.000 đồng. Các bạn có thể tham khảo mức giá ở khu vực này bởi mình thấy rằng ở hai huyện này có mức giá cao hơn hẳn so với các huyện khác ở tỉnh Phú Thọ. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cao nhất cũng đạt 68.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Yên Lạc, Tam Dương của tỉnh Vĩnh Phúc đang có mức giá đối với dòng heo siêu là 68.000 đồng. Trong khi đó, hai địa phương là Cao Bằng và tỉnh Hà Giang trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 67 cho đến 68.000 đồng đối với dòng heo siêu. Còn dòng heo áp siêu ở Hà Giang, nhiều chăn nuôi báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Còn đối với một số địa phương ở khu vực phía Tây Bắc như là Hòa Bình 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Sơn La, nhiều chăn nuôi báo giá ở huyện Sông Mã và Sóc Cộp đang dao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Lai Châu 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg và Điện Biên cũng đang có mức giá tương tự 68 cho đến 70.000 đồng. Và theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2021 có xu hướng tăng mạnh ở các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Cụ thể trong ngày hôm nay, Đồng Nai báo giá cao nhất đạt 75.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng đạt 73.000 đồng trên 1 kg, tăng 2.000 đồng so với trước đó. Bình Phước 72.000 đồng, Bà Rịa Vũng Tàu phổ biến 73 cho đến 73,5.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương trong ngày hôm nay cũng đang báo giá 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ vẫn không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Bạc Liêu trong ngày hôm nay báo giá 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với tỉnh An Giang có mức giá thấp hơn, dao động mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Hậu Giang dao động mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các địa phương như là Đồng Tháp, Vĩnh Long và tỉnh Long An dao động mức giá 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 68 cho đến 69.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Trà Vinh, nhiều chăn nuôi báo giá 69 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Tiền Giang trong ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang 70.000 đồng. Cà Mau trong ngày hôm nay cao nhất đạt 70.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ dao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng. Đối với tỉnh Bến Tre trong ngày hôm nay dao động mức giá 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.